Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã đến với bản tin nóng chuyển nhượng bóng đá ngày hôm nay, ngày 21 tháng 3 năm 2024, cùng kênh Akira. Đội bóng ngoại hạng Anh chiêu mộ thành công Mane. Lindelof chốt khả năng sang Ả Rập Xê Út. MU có thể mất Varane. Hãy cùng cập nhật bản tin nóng chuyển nhượng bóng đá ngày hôm nay cùng kênh Akira thưa quý vị. Luka Modric từ chối nhận công việc mới ở Real Madrid. Theo tờ AS cho biết, huấn luyện viên Carlo Ancelotti đã đề nghị trao cho Luka Modric một vị trí trong thành phần ban huấn luyện ở Real Madrid nếu như anh quyết định giải nghệ vào cuối mùa giải năm nay. Tuy nhiên, ngôi sao người Croatia đã từ chối nhận công việc này. Anh cho rằng bản thân vẫn còn đủ sức để thi đấu thêm khoảng 2 mùa giải nữa. Nhưng khả năng cao ngôi sao 38 tuổi phải chơi cho một câu lạc bộ khác nếu muốn tiếp tục ra sân. Bởi hợp đồng hiện tại giữa anh và Real Madrid sẽ hết hạn vào tháng 6 này và đội chủ sân Bernabeu vẫn không có động thái muốn gia hạn. Mọi chuyện còn tệ hơn khi huấn luyện viên Carlo Ancelotti gần đây đã để cho Modric ngồi dự bị nhiều hơn. Bruno bắn tín hiệu mua sao lớn cho MU. Hậu vệ trẻ tài năng Neves của Benfica đang là một trong những mục tiêu chuyển nhượng của MU. Mới đây, Bruno Fernandes, cầu thủ đàn anh của Neves trên tuyển Bồ Đào Nha đã bắn tín hiệu cho Quỷ Đỏ vào cuộc khi anh cho biết tôi không biết tin đồn về MU có đúng hay không, nhưng tôi biết Neves đã sẵn sàng cho bước nhảy vọt. Cậu ấy là một cầu thủ xuất sắc, đang khoác áo đội tuyển quốc gia. Kim Zalit xác định cầu thủ sẽ là tân binh của MU. Thông qua Metro, Sir Jim Zalit khẳng định MU còn thiếu mẫu cầu thủ như Paul Kosko. Sir Jim Zalit và Sir Day hiện tại nắm quyền kiểm soát các hoạt động bóng đá tại Old Trafford. Việc đại tu cấu trúc quản lý ở câu lạc bộ là ưu tiên hàng đầu. Lúc này, Omar Berraza từ Manchester City được săn đón để trở thành giám đốc điều hành mới. Dự kiến sẽ có thêm nhiều sự bổ nhiệm trước kỳ chuyển nhượng mùa hè, trong đó Giang Đã Quốc sẽ được bổ nhiệm làm giám đốc thể thao đầu tiên của MU. Ngoài ra, Quỷ Đỏ sẽ bắt đầu chiêu mộ những tân binh chất lượng để có thể cạnh tranh với Man City và Liverpool. Mới nhất, Sir Jim Zalit khẳng định nếu được, tôi sẽ mang Paul Kosko trở lại. Đó là cầu thủ mà MU còn thiếu. Casemiro và Mino thiên về phòng thủ nhiều hơn. MU không có mẫu cầu thủ như Scholes hay Iniesta. Tội đồ Champions League muốn rời Newcastle. Loris Karius, thủ thành mắc nhiều sai lầm trong trận chung kết Champions League 2017-2018 giữa Liverpool và Real Madrid hiện đang thuộc biên chế Newcastle. Tại Trích Tròe, anh chỉ là sự lựa chọn thứ ba sau lần lượt Nick Pope và Martin Dubravka. Do đó, trong cuộc phỏng vấn với Delo Sports, Loris Karius chia sẻ mong muốn chia tay Newcastle để tìm kiếm bến đỗ mới. Tôi muốn có nhiều thời gian ra sân hơn. Tôi sẽ rất vui nếu được chuyển đến Serie A và thi đấu cho một đội bóng của Italia. Lindelof chốt khả năng sang Ả Rập Xê Út. Lindelof sẽ hết hạn hợp đồng với MU vào mùa hè năm 2025. Trước những tin đồn sẽ tới Ả Rập Xê Út chơi bóng, anh cho biết, tôi thực sự chưa nghĩ về điều đó. Có lẽ tôi không thực sự cảm thấy mình cần tới đó trong sự nghiệp của mình và tôi muốn chuyển đi nơi khác. Tôi muốn ở lại châu Âu và chơi bóng ở cấp độ cao. Atletico gạ Barcelona đổi Felix lấy Lewandowski. Theo The Sport, Barcelona có thể chiêu mộ Felix với mức giá giảm đáng kể hoặc thậm chí không mất phí cho Atletico Madrid. Điều kiện mà đội bóng thành Madrid đưa ra là Barcelona đồng ý để Lewandowski tự do ra đi theo chiều ngược lại, tương tự như trường hợp của Luis Suarez hồi năm 2020. Đội bóng ngoại hạng Anh chiêu mộ thành công Mane. Theo chuyên gia xem tin chuyển nhượng Fabrizio Romano, Wolves đang dần hoàn tất những công đoạn cuối cùng trong việc chiêu mộ Mane từ Rochdale. Nếu không có bất ngờ nào xảy ra, thông báo chính thức sẽ sớm được các bên công bố trong ít ngày tới. Trước mắt, cầu thủ 16 tuổi này sẽ tập luyện cùng đội trẻ của Bầy Sói trong phần còn lại của mùa giải. MU xác định mục tiêu phòng ngự quan trọng. Theo nguồn tin từ TeamTalk, MU đã xác định mục tiêu phòng ngự quan trọng cần chiêu mộ trong hè tới, đó là trung vệ Ben White của Everton. Cầu thủ năm nay 21 tuổi đang là trụ cột của Everton mùa này với 31 lần ra sân trên mọi đấu trường. Werner muốn ở lại Tottenham. Tờ The Telegraph đưa tin Timo Werner muốn ở lại Tottenham theo bản hợp đồng lâu dài vào cuối mùa giải. Được biết, gà trống có quyền mua đứt tiền đạo người Đức với giá khoảng 14,5 triệu bảng từ Leipzig trước khi Euro 2024 khởi tranh vào ngày 14 tháng 6. Werner hiện đã ổn định cuộc sống ở Tottenham sau khi gia nhập đội bóng thành London từ Leipzig theo dạng cho mượn trong kỳ chuyển nhượng mùa đông và anh ta ghi 2 bàn trong 3 trận gần đây nhất. Vâng, và trước khi tiếp tục video thì các quý vị đang xem video thấy hay thì like, comment và đăng ký ủng hộ kênh với nhé. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều. Daniel Alves được tại ngoại sau nghi án hiếp dâm. Theo Đài Cốc, hậu vệ Alves đã được tòa án Tây Ban Nha cho phép tại ngoại sau khi nộp tiền bảo lãnh 1 triệu euro. Trong thời gian tại ngoại chờ tòa tuyên án cuối cùng, huyền thoại Barca bị thu hộ chiếu, cấm ra khỏi đất nước xứ bò tót và không được đến gần người tố cáo trong phạm vi bán kính 1 km. MU có thể mất Varane. Theo Daily Express, MU vẫn chưa ngồi lại với Rafael Varane để thảo luận về một hợp đồng mới khi thỏa thuận cũ hết hạn vào cuối tháng 6 này. Trung vệ giàu kinh nghiệm này là một trong những cầu thủ đáng tin cậy nhất của Erik ten Hag, nhưng có vẻ như sẽ ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do. Alphonso Davies khao khát gia nhập Real Madrid. Theo tin từ Diario AS, hậu vệ Alphonso Davies của Bayern Munich rất muốn gia nhập Real Madrid vào mùa hè này.
Hợp đồng hiện tại của Davis tại Allianz Arena sẽ hết hạn vào năm 2025, nhưng việc gia hạn giữa các bên không có gì tiến triển. Do đó, Hùng Sám có thể sẽ bán anh vào mùa hè 2024 để tránh mất trắng. Quỷ đỏ muốn tìm Mbappe mới. Đồng sở hữu rất lít của MU đã nói về kế hoạch chuyển nhượng rằng giải pháp không phải là chi nhiều tiền cho một vài cầu thủ xuất sắc. Chúng tôi cần tìm đúng người phù hợp với chiến lược của huấn luyện viên và đội bóng. Tôi thà tìm một Mbappe mới còn hơn bỏ ra nhiều tiền để mua Mbappe. Ký hợp đồng với Mbappe không phải điều thông minh, không phải ai cũng nghĩ ra điều đó. Chiêu mộ Mbappe còn khó hơn tìm ra một Mbappe mới, Bellingham mới hay Roy Keane mới. MU cân nhắc chiêu mộ chân sút Real. Theo nguồn tin từ The Sport tiết lộ rằng, MU đang cân nhắc chiêu mộ tiền đạo Rodrigo. Ngôi sao thuộc biên chế Real Madrid nổi lên như một tiền đạo đa năng trong những năm gần đây. Rodrigo có thể chơi ở cả vị trí hộ công lẫn tiền đạo giạt cánh. Anh hiện dần trở thành nhân tố quan trọng nơi đội hình của huấn luyện viên Carlo Ancelotti. Song nếu Real đạt thỏa thuận chiêu mộ Kylian Mbappe vào hè này thì đó sẽ là cơ hội để MU mua người. Man City đối đầu Liverpool trong cuộc đua giành ngôi sao hậu vệ cánh. Theo AS Rome Line, Manchester City và Liverpool chuẩn bị cạnh tranh để giành chữ ký của Robinson, hậu vệ cánh của Fulham. Fulham dự kiến sẽ yêu cầu mức phí chuyển nhượng trong khoảng 35 triệu bảng nếu có những lời đề nghị cụ thể dành cho hậu vệ này. Bayern vẫn mở cửa cho Mourinho. Bayern Munich đang săn lùng huấn luyện viên mới sau khi đồng ý chia tay Tuchel vào cuối mùa giải. Nhiều cái tên đã được nhắc đến liên quan đến việc đảm nhận công việc này và giám đốc thể thao đã đưa ra thông tin cập nhật mới nhất. Giám đốc thể thao của Bayern nói với Sport Bild: "Tôi biết ý nghĩa của việc đưa ra những tuyên bố như Jürgen Klopp, người đã nói: "Tôi không còn năng lượng nữa. Rất ít người có thể đánh giá điều đó tốt hơn tôi vì tôi đã trải qua điều đó. Mọi người đến trước. Đó là lý do tại sao tôi sẽ không gọi cho Jürgen Klopp." Em bé sau đó đã mở cửa cho Mourinho khi được hỏi về huấn luyện viên người Bồ Đào Nha, người vẫn sẵn sàng sau khi bị Rome sa thải. Ông nói thêm: "Tất nhiên chúng tôi cũng xem xét những huấn luyện viên hiện đang có sẵn." Victor Lindelof từ chối đến Ả Rập Saudi. Vào lúc này, có rất nhiều câu lạc bộ đã tiếp cận Lindelof, bao gồm các đại gia ở Ả Rập, nhưng trung vệ Thụy Điển không hứng thú với ý tưởng này. Anh đáp trả như sau: "Tôi thực sự chưa nghĩ đến điều đó. Có lẽ tôi không thực sự cảm thấy mình đang ở thời điểm đấy trong sự nghiệp và tôi muốn chuyển đi nơi khác. Tôi cảm thấy mình muốn ở lại châu Âu và chơi bóng ở đẳng cấp đó." Arsenal quan tâm tới tiền vệ Juventus. Theo Tuth Torover, Arsenal được cho là đã gia nhập cuộc cạnh tranh với Newcastle United trong cuộc đua giành chữ ký của ngôi sao Juventus Rabiot vào mùa hè. Hợp đồng hiện tại của tiền vệ người Pháp với đội bóng Serie A sẽ hết hạn vào cuối mùa giải hiện tại. Tomiyasu ký hợp đồng mới với Arsenal. Arsenal xác nhận Tomiyasu đã ký hợp đồng mới với câu lạc bộ mới như đã tiết lộ vào tháng riêng. Thỏa thuận có hiệu lực đến tháng 6 năm 2026 với tùy chọn gia hạn thêm một năm. Anh nói được chơi cho câu lạc bộ này là một giấc mơ. Tottenham vượt mặt Arsenal trong thương vụ Ivan Toney. Theo nhà báo Alex Smith, thông qua Code of Siege, gà trống đang dẫn đầu cuộc đua giành chữ ký của tiền đạo 28 tuổi. Báo cáo khẳng định Tottenham hiện đang đi trước các bên quan tâm khác như Arsenal, Chelsea và West Ham trong thương vụ Toney. Giroud trên đường đến Mỹ. Thẻ quay mới đây đã tiết lộ chuyện câu lạc bộ Los Angeles đang đàm phán rất tích cực với Giroud. Cầu thủ này sẽ hết hạn hợp đồng với AC Milan vào cuối mùa. Đội bóng MLS tự tin có thể ký hợp đồng với tiền đạo người Pháp theo dạng miễn phí. PSG và Barcelona tranh giành sau Man City. Theo phía trang trẻ, Paris Saint-Germain và Barcelona được cho là đang quan tâm đến việc ký hợp đồng với ngôi sao của Manchester City, Bernardo Silva vào mùa hè. Với việc hợp đồng của cầu thủ người Bồ Đào Nha sẽ hết hạn sau chưa đầy 2 năm nữa, nhà đương kim vô địch nước Anh có thể cân nhắc việc bán cầu thủ này vào mùa hè. Thưa quý vị và các bạn, chi tiết vừa rồi cũng đã khép lại tin nóng chuyển nhượng bóng đá hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.